phần ứng xử giúp Thiên Ân đánh bại Mai Ngô, Quỳnh Châu. Đoàn Thiên Ân có chiến thắng để thuyết phục tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022. Cô có phần trả lời hùng biện về bạo lực ngôn từ và vấn đề ích kỷ ở giới trẻ trôi chảy, đúng trọng tâm. Đêm chung kết cuộc thi Miss Grand Việt Nam 2022 diễn ra tối ngày 1 tháng 10 tại nhà thi đấu Phú Thọ, thành phố Hồ Chí Minh, cuộc thi kéo dài gần 5 tiếng với hàng loạt phần thi phụ khác nhau, bao gồm trình diễn bikini, trang phục dạ hội. Trong đó, phần thi được mong chờ nhất là top 10 hùng biện về vấn đề hòa bình và top 5 trả lời ứng xử. Sau màn biểu diễn vô trương nhan sắc, hình thể Tân Hoa Hậu được lựa chọn dựa trên khả năng ăn nói. Trong danh sách top 10 gồm những thí sinh máu chiến như Chế Nguyễn Quỳnh Châu, Mai Ngô, Bùi Lý Thiên Hương, Hồng Tuyết. Tuyết như người đẹp sinh năm 2000 không hề tỏ ra lép vế. Trong khi các người đẹp chọn thuyết trình về bạo lực học đường, vấn đề môi trường, phân biệt giới tính, người đẹp thiên ân lại chọn lối đi riêng khi hùng biện về bạo lực ngôn từ, Chúng ta luôn nói về việc đấu tranh cho một thế giới tốt đẹp hơn, thế nhưng hòa bình không thể bền bỉ nếu như vấn đề bạo lực không thể giải quyết. Có rất nhiều người nghĩ rằng bạo lực là cụm từ chỉ về việc tác động vật lý hay làm tổn hại ai đó. Nhưng không, bạo lực được chia thành nhiều loại. Tôi từng là nạn nhân của bạo lực ngôn từ Body Shame Minh sau khi tăng cân. Cô trả lời, phần đầu trong phần thuyết trình của Thiên Ân được cô trình bày một cách trôi chảy. Người đẹp được khán giả vỗ tay cổ vũ nhiệt tình. Cô tiếp tục. Chúng ta nghĩ rằng nói những câu bông đùa không có hại nhưng nó là ngọn giáo vô tình xuyên thấu trái tim người nghe. Chúng ta là phiên bản độc nhất của chính mình, không ai giống ai và không ai hoàn hảo. Không có quy chuẩn nào đặt ra với chúng ta. Mọi người cần lên tiếng để ngăn chặn bạo lực ngôn từ vì có rất nhiều người chọn rời bỏ thế gian này chỉ vì tổn thương bởi lời nói của người khác. Đó cũng là lý do vì sao tôi đứng ở đây, top 10mg. Bởi vì tôi cũng giống các bạn, tôi cũng có khuyết điểm và dám đứng lên đấu tranh cho chính mình và dùng tiếng nói của mình thay cho tất cả các bạn. Tôi, đoàn thiên ân mong mọi người hãy đứng lên ngăn chặn bạo lực ngôn từ. Tôi luôn đứng về phía các bạn. Cô kết luận, phần thuyết trình của thiên ân đúng trọng tâm, không bị vấp và được ủng hộ hơn hẳn so với những vấn đề vĩ mô về bạo lực. Bình đẳng giới trên thế giới như của Mai Ngô, Quỳnh Châu. Sau phần hùng biện, đoàn thiên ân chính thức nhận giải thí sinh có phần thuyết trình tốt nhất. Cô tiến vào top 5 để ứng xử, tranh giải cùng các người đẹp Trần Nguyên Minh Thư, Trần Tuyết Như, chế Nguyễn Quỳnh Châu và Ngô Thị Quỳnh Mai. Ở phần thi ứng xử dành cho top 5, đoàn Thiên Ân nhận được câu hỏi, đa số bạn trẻ ngày nay bị cho là sống thờ ơ. Vô cảm, em nghĩ sao về điều này? Đoàn Thiên Ân trả lời trong tự tin, vô cảm, thờ ơ hay ích kỷ là cảm xúc, mà cảm xúc thì tồn tại trong tất cả chúng ta. Không riêng gì giới trẻ, và việc nói giới trẻ thờ ơ, vô cảm, ích kỷ, chỉ là một phần trong đó. Điều quan trọng hơn hết là thay vì chỉ trích giới trẻ, hãy đặt câu hỏi tại sao họ lại như vậy. Hãy giáo dục cho họ thấy rằng gia đình là nơi nung nấu và nguồn của giúp họ ngày càng được dân trào hơn. Phần ứng xử của đoàn thiên ân được xem là đúng trọng tâm hơn hẳn các thí sinh còn lại. Ngoài ra, cô còn trả lời trôi chảy và nhận được nhiều tràng vỗ tay của khán giả. Cuối cùng, sau hai phần trả lời xuất sắc cùng những màn trình diễn ấn tượng, gương mặt sáng sân khấu, đoàn thiên ân chính thức trở thành Hoa hậu Hòa Bình Việt Nam 2022. Cô chỉ có 3 ngày để chuẩn bị sang Malaysia tham dự cuộc thi Miss Grand International. Đoàn Thiên Ân cao 1,75m cùng số đo 3 vòng 88,5-66-98cm. Người đẹp sinh năm 2000 từng là nạn nhân của Body Minh vì nặng 75kg. Cô quyết định giảm 15kg để tham gia các cuộc thi nhan sắc. Trước đó, cô giành giải cao nhất tại gương mặt nữ sinh áo dài Việt Nam 2018.